Chào mừng các bạn đến với lại kênh show Mystery Tarot của Huỳnh Kim Ngân. Các bạn hãy tập trung vào câu hỏi của chủ đề hôm nay, nhìn vào màn hình và chọn vào hình ảnh bạn thấy thu hút nhất nhé. Các tụ theo thứ tự từ trái sang phải là tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Sau đó các bạn có thể xuống phần mô tả để chọn khung thời gian của tụ đó nhé. Bạn nào chưa biết phần mô tả nằm ở đâu thì để mình hướng dẫn. Tại phần tiêu đề của video, nhìn về phía bên tay phải màn hình sẽ có mũi tên hướng xuống. Bạn bấm vào đó sẽ thấy ra được cái phần nội dung mô tả. Và bạn nhìn xuống và bấm vào chữ thêm hoặc hiển thị thêm nếu là đang xem trên máy tính. Thì ở phần nội dung phần mô tả sẽ có để đầy đủ các thông tin là chọn tụ. Hoặc là nếu như bạn nào muốn liên hệ đặt lịch xem riêng với Ngân thì có thể bấm vào cái phần thông tin của Facebook cá nhân hoặc của Instagram. Còn bạn nào muốn liên hệ các sản phẩm by Oracle của SMT thì có thể chọn vào fanpage hoặc là Instagram, hoặc có thể mua trên TikTok và Shopee nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào các tụ bài luôn nhé. Hello các bạn. Trước khi vào xem bài thì Ngân xin giới thiệu đến mọi người ba sản phẩm bài của thương hiệu Soul Mystery Tarot SMT vừa mới ra mắt nhé. Đây là Tâm Tư Thầm Kín phần 1, Tâm Tư Thầm Kín phần 2 và Bộ Dự Đoán Thời Gian Oracle. Thì Tâm Tư Thầm Kín phần 1, phần 2 tách làm hai phần thông điệp khác nhau. Nhưng mà cùng với nhau thì combo này tạo ra hệ thống thông điệp phong phú nè, giúp bạn hiểu được nội tâm, suy nghĩ và tình cảm của đối phương dành cho bạn. Và Bộ Dự Đoán Thời Gian Oracle thì có hệ thống phân chia, mốc thời gian cụ thể và sau lưng bài thì có đánh số thứ tự 1, 2, 3, 4 và 5 tương ứng với việc xác định sự kiện xảy ra hay không, thời gian và buổi xảy ra thời gian của sự kiện đó, thứ xảy ra sự kiện, tháng xảy ra sự kiện và năm xảy ra sự kiện nhé. Tuy nhiên, bộ thời gian thì chỉ mang cái tính chất là tương đối thôi. Nên nếu như bạn có thể xác định được từng phần rồi thì có thể rút những cái phần tương ứng còn lại, không cần phải rút hết 5 lá nhé. Và nếu như các bạn biết xem bài Tarot hay là một Tarot reader thì nên sở hữu các bộ bài này để kết hợp giúp tăng hiệu quả xem bài nè. Và đặc biệt là bộ bài thời gian có thể giúp bạn giải quyết câu hỏi về thời gian của khách hàng nhé. Để đặt mua bộ bài thì mời các bạn liên hệ đến trang thứ nhất là fanpage của Soul Mystery Tarot, thứ hai là Instagram của Huỳnh Kim Ngân, thứ ba Facebook cá nhân của Huỳnh Kim Ngân, thứ tư kênh TikTok của Soul Mystery Tarot và trong đó có TikTok Shop, và cuối cùng là trang Shopee của Soul Mystery Tarot nhé. Thông tin chi tiết giới thiệu ba bộ bài này thì Ngân có gắn link video dưới phần mô tả, vì Ngân có dành hẳn một video để giới thiệu ba bộ bài này luôn. Ngoài ra thì các bạn có thể xem thông tin ở trên fanpage để đọc giới thiệu cụ thể các sản phẩm nhé. Hiện tại có nhiều chương trình ưu đãi và tri ân cho các bạn khách mới và các bạn khách đã từng mua bộ Love Song and Messages Oracle. Khi liên hệ mua bài trên fanpage hay Instagram hay Facebook cá nhân thì các bạn sẽ được gửi một cái link Google Form để hướng dẫn mua bài. Các bạn chỉ cần điền thông tin người mua và hoàn thành các bước theo hướng dẫn thì SMT sẽ lên đơn hàng cho mình nhé. Giờ thì chúng ta hãy xem bài thôi nè. Hello, xin chào các bạn tụ 1. Hôm nay chúng ta làm trải bài là Yes, No or Maybe, nghĩa là có, không hay là có thể ha. Thì trong 2 năm trước Ngân có làm chủ đề này rồi, nhưng mà lúc đó thì Ngân chưa có kinh nghiệm á. Ngân trải ra rất là nhiều tụ và kiểu nó cũng hơi lung tung. Thì bây giờ Ngân sẽ chia 3 tụ lớn, sau đó trong 3 tụ lớn, mỗi một tụ lớn sẽ có thêm 3 tụ nhỏ nữa. Thì ở đây các bạn có thể là đặt nhiều câu hỏi hoặc đặt một câu hỏi và chọn một trong 3 viên đá bất kỳ này để trả lời câu hỏi yes, no, maybe của bạn ha. Hôm nay trải bài, hôm nay mang tính giải trí là chủ yếu, đừng đặt nặng vấn đề nha bạn. Thì đây là tụ màu hồng, đây là tụ màu trắng, đây là tụ màu xanh lá. Bạn nghĩ kỹ, thật kỹ tới câu hỏi và chọn một tụ giúp Ngân ha. Ngân trải trực tiếp vô đây luôn. Dù đó là câu hỏi tích cực hay tiêu cực thì bài vẫn sẽ trả lời luôn. Mỗi một tụ Ngân sẽ bóc hai lá bài nha. Nhờ Tarot cho các bạn tụ một biết cái câu hỏi của họ. Cái câu trả lời sẽ là yes, no hay maybe. Thì trong tụ một sẽ chia ra ba tụ nhỏ, nhờ Tarot trả lời giùm mấy bạn ấy nhé. Giờ đối với những bạn mà đã chọn tụ màu hồng này nè, trong tụ 1 thì câu hỏi của họ là yes, no hay maybe. Những bạn đã chọn tụ màu trắng thì câu hỏi của họ là yes, no hay maybe. Những bạn chọn tụ màu xanh lá cây, câu hỏi của họ là yes, no hay maybe. Khoan nha, thêm một lần nữa nha. Quay lại các bạn tụ màu hồng, hãy bổ trợ cho cái lá lúc nãy vừa mới rút ra cho các bạn tụ 1 đã chọn tụ màu hồng. Xin bổ trợ cho tụ màu trắng, dành cho các bạn tụ 1 đã chọn tụ màu trắng, bổ trợ cho cái lá lúc nãy vừa rút ra.
Và đến tụ màu xanh lá cây, nhờ Tarot hãy bổ trợ một lá nữa cho các bạn tụ 1 để chọn tụ xanh lá cây. Rồi, với hai lá này chúng ta sẽ xem kết quả nha. Theo thứ tự ha, tụ hồng trước nha. Ba gậy. Bổ sung là 10 cốc. Thì chung quy mình thấy câu trả lời là yes, là vâng, là đúng, là ok cho các bạn ở tụ màu hồng ha. Thì mình có thể thấy là viễn cảnh nó trả lời khá là tươi sáng. Dù bất cứ vấn đề gì nữa thì mình thấy là cái điều bạn mong cầu nó sẽ thành sự thật, hoặc cái điều mà bạn đang đặt câu hỏi nó sẽ có xu hướng khiến cho bạn vô cùng vui vẻ, hoặc là đúng theo ý nguyện của bạn, hoặc là cái viễn cảnh mong chờ mà bạn tưởng tượng trong đầu nó sẽ thành hiện thực ha, dù đó là cái điều gì. Ok, rồi đến tụ thứ hai, tụ màu trắng ha. 6 cốc, bổ trợ là 8 gậy. Câu trả lời cho tụ 2 cũng là câu trả lời yes. Cái mức độ yes của tụ thứ hai nó theo cái kiểu như là mọi việc nó sẽ đến với bạn cách bất ngờ là một, thứ hai là nó sẽ đi cái theo cái xu hướng nó chậm chắc, và có một cái gì đó nó xen vào cái cảm xúc nhẹ nhàng thanh thoát cho bạn ha. Dù là bất cứ chuyện gì, dù là công việc, tình cảm hay cái chuyện gì đó mà bạn bận tâm trong lòng, thì câu trả lời của bạn là câu trả lời yes. Bạn sẽ hài lòng với cái việc này, bạn sẽ cảm thấy là đây là trải nghiệm đáng để làm, đáng để thử, hoặc đây là một cái đối tượng đi ha, mà họ cũng có cảm xúc tương tự bạn, nếu như bạn hỏi về tình cảm ha. Rồi đến các bạn tụ xanh lá cây ha. Wow, hôm nay ba tụ thơm thế. Tụ thứ ba cũng câu trả lời là yes. Nếu như mình thấy không làm thì tụ thứ ba có thể thiên hướng hỏi về cái gì đó, về công việc tài chính hoặc cái gì đó lâu dài, như là thành lập startup hay là kiểu công việc. Hoặc nếu như mà trong tình cảm thì bạn có thể muốn hỏi là bền vững hôn nhân hay không, đúng không? Đó ra 10 tiền 7 tiền thì chung quy câu trả lời của các bạn tụ ba cũng là yes luôn. Nó rất là dứt khoát. Bạn cố gắng cho điều đó sẽ thành hiện thực. Hoặc là cái người bạn đang nghĩ đến, họ có muốn đi xa với bạn không thì câu trả lời là có. Hoặc là kiểu sắp tới bạn làm những cái việc đó có nên hay không thì câu trả lời là nên ha. Với ba tụ hôm nay mình xin chúc mừng các bạn là đều nhận được câu trả lời là yes. Vỗ tay. Rồi, video hôm nay ngắn vậy thôi đó. Ngân dừng video tại đây và xem qua cho các bạn tụ 2 nha. Cảm ơn các bạn tụ 1 đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu các bạn có chủ đề nào đó hay và muốn Ngân làm, có thể bình luận xuống ở phía dưới để Ngân cân nhắc làm cho các bạn nha. See you guys later, goodbye. Hello các bạn. Trước khi vào xem bài thì Ngân xin giới thiệu đến mọi người ba sản phẩm bài của thương hiệu Soul Mystery Tarot SMT vừa mới ra mắt nhé. Đây là tâm tư thầm kín phần 1, tâm tư thầm kín phần 2 và bộ dự đoán thời gian Oracle. Thì tâm tư thầm kín phần 1, phần 2 tách làm hai phần thông điệp khác nhau. Nhưng mà cùng với nhau thì combo này tạo ra hệ thống thông điệp phong phú nè, giúp bạn hiểu được nội tâm, suy nghĩ và tình cảm của đối phương nhìn cho bạn. Và bộ dự đoán thời gian Oracle thì có hệ thống phân chia, mốc thời gian cụ thể, và sau lưng bài thì có đánh số thứ tự 1, 2, 3, 4 và 5, tương ứng với việc xác định sự kiện xảy ra hay không, thời gian và buổi xảy ra thời gian của sự kiện đó, thứ xảy ra sự kiện, tháng xảy ra sự kiện và năm xảy ra sự kiện nhé. Tuy nhiên, bộ thời gian thì chỉ mang cái tính chất là tương đối thôi, nên nếu như bạn có thể xác định được từng phần rồi thì có thể rút những cái phần tương ứng còn lại, không cần phải rút hết 5 lá nhé. Và nếu như các bạn biết xem bài Tarot hay là một Tarot reader thì nên sở hữu các bộ bài này để kết hợp giúp tăng hiệu quả xem bài nè. Và đặc biệt là bộ bài thời gian có thể giúp bạn giải quyết câu hỏi về thời gian của khách hàng nhé. Để đặt mua bộ bài thì mời các bạn liên hệ đến trang thứ nhất là fanpage của Soul Mystery Tarot, thứ hai là Instagram của Huỳnh Kim Ngân, thứ ba Facebook cá nhân của Huỳnh Kim Ngân, thứ tư kênh TikTok của Soul Mystery Tarot và trong đó có TikTok Shop, và cuối cùng là trang Shopee của Soul Mystery Tarot nhé. Thông tin chi tiết giới thiệu ba bộ bài này thì Ngân có gắn link video dưới phần mô tả, vì Ngân có dành hẳn một video để giới thiệu ba bộ bài này luôn. Ngoài ra thì các bạn có thể xem thông tin ở trên fanpage để đọc giới thiệu cụ thể các sản phẩm nhé. Hiện tại có nhiều chương trình ưu đãi và tri ân cho các bạn khách mới và các bạn khách đã từng mua bộ Love Song and Messages Oracle. Khi liên hệ mua bài trên fanpage hay Instagram hay Facebook cá nhân thì các bạn sẽ được gửi một cái link Google Form để hướng dẫn mua bài. Các bạn chỉ cần điền thông tin người mua và hoàn thành các bước theo hướng dẫn thì SMT sẽ lên đơn hàng cho mình nhé. Giờ thì chúng ta hãy xem bài thôi nè. Hello, xin chào các bạn tụ 2. Hôm nay chúng ta sẽ xem về chủ đề là yes, no or maybe, là vâng, yes là vâng có, no là không và maybe là có thể ha.
Thì Ngân có làm chủ đề này trong 2 năm trước á, thì nó có vẻ hơi lung tung. Hôm nay Ngân sẽ làm theo kiểu đó cô động hơn. Thì các bạn đã chọn tụ hai rồi, trong tụ hai sẽ chia thành 3 tụ mini. Đây là tụ màu hồng, đây là tụ màu trắng và đây là tụ màu xanh lá. Các bạn nghĩ kỹ tới câu hỏi đó, các bạn có thể có một hoặc nhiều câu hỏi. Thì các bạn cứ thay phiên chọn tụ bên tụ một hoặc tụ bên tụ hai cũng được. Tại bên đó cũng chia trang thôi. Thì bạn cứ hỏi một câu, sau đó chọn một trong 3 tụ đây để trả lời cho bạn ha. Ngân sẽ trải trực tiếp tại đây luôn. Tập trung nha mấy bạn. Nhờ Tarot xem giùm cho các bạn tụ 2, câu hỏi yes no maybe khi họ chọn 3 tụ mini màu hồng, màu trắng, màu xanh lá. Rồi. Đầu tiên là những bạn tụ hôm nay làm ngược đi, tụ xanh lá trước đi ha. Những bạn tụ 2 đã chọn tụ màu xanh lá thì câu hỏi của họ là yes no hay maybe. Rồi đến những bạn đã chọn tụ màu trắng thì những bạn tụ 2 đã chọn tụ màu trắng thì câu hỏi của họ là yes no hay maybe. Và những bạn tụ 2 chọn tụ màu hồng thì câu hỏi của họ là yes no hay maybe. Rồi, ok, chúng ta sẽ lật thêm một lần, trải thêm một lần nữa ha. Thì quay trở lại, những bạn tụ 2 đã chọn tụ màu xanh, xin bài hay bổ trợ một lá nữa cho lá vừa nãy đã rút. Với những bạn tụ 2 đã chọn tụ màu trắng, xin bài hãy bổ trợ một lá nữa cho lá vừa nãy đã rút cho tụ màu trắng. Với những bạn tụ 2 đã chọn tụ màu hồng thì xin bài bổ trợ một lá nữa cho những bạn tụ 2 chọn tụ màu hồng vừa rút lúc nãy. Rồi ok. Ta lật tụ 2 tụ tụ xanh lá trước nha. Thì với cái tụ xanh lá câu trả lời là không. Mình không biết là các bạn hỏi vấn đề gì, nhưng mà thứ nhất là cái câu trả lời nó thiên hướng về việc là bạn không được như ý muốn của mình là một. Thứ hai là lý do không được như ý muốn là có người ở đây là không có cùng chung chí hướng với bạn là một ha. Nếu như mà hỏi về vấn đề tình cảm kiểu như người đó có yêu tôi không, cần tôi không, quay lại không, thì câu trả lời là không, tại họ không cùng chí hướng với bạn, không cùng mục tiêu hướng về mối quan hệ. Nếu như mà hỏi về công việc, tôi nên bỏ công việc này tìm công việc mới hay không, thì câu trả lời là không, tại có thể là sẽ rất là vất vả cho bạn trong việc tìm công việc tiếp theo. Bạn nên start up hay không, câu trả lời cũng là không nên, tại vì có thể là nguồn lực chưa chưa đúng, chưa phù hợp, chưa khả thi ha. Hoặc là bạn có đi được nước ngoài hay không, vân vân may may, thì câu trả lời vẫn là không, tại vì khó khăn lắm, thậm chí là có thể là có người nào đó gây trở ngại cho bạn, hoặc là đến phút 90 kế hoạch bị thay đổi nha. Rồi đến tụ màu trắng nha. Mình sẽ nói tụ này là tụ maybe, nãy giờ mới có một cái tụ maybe có thể thôi. Biết là sao có thể mà không phải là yes không? Tại trên the world bạn sẽ hoàn thành được cái việc này, nhưng ở dưới ra bay kiếm thì nó đi theo tích cực hay tiêu cực chưa biết nha. Có thể là bạn hỏi là người đó với tôi cái kết như thế nào, thì có thể là bạn với họ đúng là có cái kết á, nhưng mà cái kết dưới bay kiếm là không biết là kết tích cực là kiểu đám cưới kết hôn, hay là kết tiêu cực là hai người nhìn nhau hoặc là kiểu bơ nhau hay gì. Nhưng mà chung quy là hai người sẽ có cái bài học trong cái mối quan hệ, nếu như các bạn hỏi về tình cảm. Còn như các bạn hỏi về công việc, tài chính, cuộc sống á, thì bà chỉ có thể nói là bạn sẽ vượt qua được điều đó, nhưng mà cái giá trị về sau vượt qua đạt được cái gì hay không, có như mà bạn mong muốn hay không thì hên xui nha. The World chỉ nói về việc kết thúc một cái vòng lặp, kết thúc được một bài học hoặc là đi xong một cái hành trình, chứ nó không diễn tả là sau đó bạn vui hay buồn, nhưng mà biết rằng nó sẽ có cái ý nghĩa quan trọng và việc này cần phải xảy ra trong cuộc đời của bạn. Ok, rồi đến tụ màu hồng. Tụ này câu trả lời là không. Lý do không thì cũng giải thích tương tự, nếu như là về tình cảm chứ đi ha, thì cái đối tượng đó có thể là không có nghĩ là mối quan hệ này nên phát triển, họ chưa có đủ cái nhiệt tình, nhiệt huyết và chưa đủ niềm tin để đầu tư cho mối quan hệ ha. Có thể là họ có quá nhiều chiếc cốc cần phải lựa chọn, hoặc là bạn với họ đã xảy ra drama gì đó nên họ cảm thấy là tốt nhất không nên dây. Còn nếu như mà bạn hỏi về vấn đề làm việc, làm ăn này nọ á, thì chung quy là khó khăn. Có thể cái người partner của bạn hoặc cái công ty bạn apply vào, có thể là người ta đang cân nhắc cái vị trí khác, hoặc là cân nhắc cái người khác tốt hơn cho cái vị trí mà họ đang tuyển. Còn nếu như bạn muốn hỏi về vấn đề định cư hoặc là đi du học thì cũng hơi khó khăn, tại cái nơi đó có thể là có rất nhiều người cũng apply giành vị trí đó với bạn, nên chung quy là cái vị trí này rất khó, nó sẽ từ
No, mà cái no này nó không phải dứt khoát là như tụ 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 màu xanh lá, mà cái no này có thể là tầm 70% 80% là no thôi, còn lại bạn vẫn có thể có khả năng thay đổi nó thành cái gì đó 20%, còn lại 30% còn lại có thể thay đổi nó thành một cái hướng khác ha, tùy bạn ha. Rồi, Ngân xin dừng trả bài các bạn tụ ha tại đây, nó cũng sẽ ngắn gọn vậy thôi. Hôm nay là chúng ta xem cho vui thôi, tham khảo thôi nha, đừng đặt nặng vấn đề nha. Và nếu như các bạn có chủ đề nào đúng Ngân làm có thể comment xuống phần bình luận, nhiều người like chủ đề đó và nó tích cực thì Ngân sẽ ưu tiên làm cho các bạn nha. Ok, see you guys later, goodbye. Hello các bạn. Trước khi vào xem bài thì Ngân xin giới thiệu đến mọi người ba sản phẩm bài của thương hiệu Soul Mystery Tarot SMT vừa mới ra mắt nhé. Đây là tâm tư thầm kín phần 1, tâm tư thầm kín phần 2 và bộ dự đoán thời gian Oracle. Thì tâm tư thầm kín phần 1, phần 2 tách làm hai phần thông điệp khác nhau, nhưng mà cùng với nhau thì combo này tạo ra hệ thống thông điệp phong phú nè, giúp bạn hiểu được nội tâm, suy nghĩ và tình cảm của đối phương dành cho bạn. Và bộ dự đoán thời gian Oracle thì có hệ thống phân chia, mốc thời gian cụ thể và sau lưng bài thì có đánh số thứ tự 1, 2, 3, 4 và 5 tương ứng với việc xác định sự kiện xảy ra hay không, thời gian và buổi xảy ra thời gian của sự kiện đó, thứ xảy ra sự kiện, tháng xảy ra sự kiện và năm xảy ra sự kiện nhé. Tuy nhiên, bộ thời gian thì chỉ mang cái tính chất là tương đối thôi. Nên nếu như bạn có thể xác định được từng phần rồi thì có thể rút những cái phần tương ứng còn lại, không cần phải rút hết 5 lá nhé. Và nếu như các bạn biết xem bài tarot hay là một tarot reader thì nên sở hữu các bộ bài này để kết hợp giúp tăng hiệu quả xem bài nè. Và đặc biệt là bộ bài thời gian có thể giúp bạn giải quyết câu hỏi về thời gian của khách hàng nhé. Để đặt mua bộ bài thì mời các bạn liên hệ đến trang, thứ nhất là fanpage của Soul Mystery Tarot, thứ hai là Instagram của Huỳnh Kim Ngân, thứ ba Facebook cá nhân của Huỳnh Kim Ngân, thứ tư kênh TikTok của Soul Mystery Tarot và trong đó có TikTok Shop, và cuối cùng là trang Shopee của Soul Mystery Tarot nhé. Thông tin chi tiết giới thiệu ba bộ bài này thì Ngân có gắn link video dưới phần mô tả, vì Ngân có dành hẳn một video để giới thiệu ba bộ bài này luôn. Ngoài ra thì các bạn có thể xem thông tin ở trên fanpage để đọc giới thiệu cụ thể các sản phẩm nhé. Hiện tại có nhiều chương trình ưu đãi và tri ân cho các bạn khách mới và các bạn khách đã từng mua bộ Love Song and Messages Oracle. Khi liên hệ mua bài trên fanpage hay Instagram hay Facebook cá nhân thì các bạn sẽ được gửi một cái link Google Form để hướng dẫn mua bài. Các bạn chỉ cần điền thông tin người mua và hoàn thành các bước theo hướng dẫn thì SMT sẽ lên đơn hàng cho mình nhé. Giờ thì chúng ta hãy xem bài thôi nè. Hello, xin chào các bạn tủ ba. Hôm nay chúng ta sẽ làm chủ đề Yes, No or Maybe. Yes là có, là vâng là ok, còn No là không, còn Maybe là có thể ha. Coi coi cái câu hỏi mà bạn đặt ra, câu trả lời nó sẽ là như thế nào. Thì chủ đề này Ngân có làm 2 năm trước rồi, nhưng mà lúc đó chưa có kinh nghiệm nên làm nó hơi hoang mang một xí. Hôm nay chúng ta đã có kinh nghiệm và rút kinh nghiệm thì các bạn đã chọn tủ ba rồi, đúng không? Thì trong tụ ba sẽ chia làm 3 tụ mini, là tụ màu hồng, tụ màu trắng, tụ màu xanh lá. Bạn có thể có một câu hỏi hoặc nhiều câu hỏi. Thì hai tụ kia nó cũng tương tự như tụ này thôi, cũng sẽ chia 3 tụ nhỏ. Nên nếu như bạn có nhiều câu hỏi có thể tham khảo qua bên hai tụ kia ha. Và bây giờ Ngân sẽ trải bài trực tiếp, các bạn cứ suy nghĩ kỹ và chọn một tụ đi. Nếu như có hai câu hỏi có thể chọn hai tụ mini tùy bạn. Hoặc là 3 câu hỏi thì mỗi một tụ cho một câu hỏi tùy bạn. Và vẫn còn câu hỏi nữa thì qua hai tụ kia bớt nha. Rồi Ngân trả trực tiếp đây. Một tụ này Ngân sẽ trải 2 lá nha. Nhờ Tarot xem cho các bạn tụ 3 câu trả lời yes, no hay maybe nha. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu bằng tụ màu trắng trước. Nhờ Tarot xem giùm cho các bạn tụ 3 đã chọn tụ màu trắng. Câu trả lời của họ là yes, no hay maybe. Rồi, bây giờ sẽ đến tụ màu xanh lá cây đi. Nhờ Tarot xem cho các bạn tụ 3 đã chọn tụ màu xanh lá cây, xem coi câu trả lời của họ là yes, no hay maybe. Giờ đến tụ màu hồng. Nhờ Tarot xem cho các bạn tụ 3 đã chọn tụ màu hồng thì câu trả lời dành cho câu hỏi của họ là yes, no hay maybe. Chưa nha, Ngân sẽ lật thêm một lần nữa. Nhờ Tarot bổ trợ cho cái lá ở tụ màu trắng một lá nữa nha. Nhờ Tarot bổ trợ cho các bạn tụ 3 đã chọn tụ màu xanh một lá nữa. Nhờ Tarot bổ trợ cho các bạn tụ 3 đã chọn tụ màu hồng một lá nữa. Rồi. Lật câu trả lời nha, lật tụ trắng trước nha. À, câu này là maybe, có thể thôi.
có thể được hoặc có thể không, chung quy là nó xác suất cũng hên xui. Mà bạn nó muốn trả lời là bạn muốn được điều này là bạn phải cố gắng bằng chính sức của mình, bằng sự thuyết phục của mình. Nếu như mà trong tình cảm bạn muốn hỏi coi có quay lại người kia được không, người kia có quay lại được hay không, thì ở đây là do bạn, do sức của bạn, do sự cố gắng truyền lửa của bạn như thế nào đó khiến cho người đó thấy bạn đáng và phù hợp, thời gian của người ta đầu tư vào thì họ sẽ ok ha. Còn nếu như bạn muốn hỏi về công việc, làm việc ở đây có thuận lợi không, có ổn không, thì câu trả lời là tương đối ổn, tạm thời ổn, có thể ổn nếu như bạn hòa đồng được với người ta và bạn phải biết chờ thời cơ nữa. Có như câu hỏi của bạn là định cư du học được hay không thì cũng vẫn là do bạn có đầu tư hết sức chưa, do bạn có đi theo những kế hoạch ban đầu hay chưa, nên câu trả lời là maybe, có thể nha. Rồi giờ đến tụ hai đúng không, à lộn, tụ xanh lá, tụ xanh lá lover magician. Câu này cũng là maybe luôn, nó không phải yes, tại vì ở đây thể hiện rõ cái sự phân giống như là sự lựa chọn, sự 50-50, lovers là 50-50 ha, và magician ở dưới cũng là phải là do bạn làm được hay không. Nhưng mà hai lá này đã đặc biệt là hai lá lớn, nghĩa là nó còn liên quan tới duyên số nữa. Nếu như bạn hỏi là bạn với người đó có thể lấy nhau, thể quay lại được hay không, thì câu trả lời là rất là hên xui, rất là maybe, tại hai người có một cái phần nghiệp nợ, nghiệp duyên, duyên số dính ở đây. Và có một số bạn ở đây thì có thể là sẽ quay lại được, có một số bạn thì sẽ không quay lại được ha. Còn muốn hỏi về vấn đề lựa chọn đi hay ở hoặc có nên làm công ty này hay không thì cũng là hên xui. Nếu như bạn thấy cái công ty mà bạn đang làm á, nó vẫn có thể đáp ứng được những cái nhu cầu của bạn và có thể đi xa được với định hướng bạn đặt ra thì bạn vẫn nên ở lại. Còn nếu như không thì bạn nên chọn cái khác, cái nào tốt cho bạn thì làm. Magician là bạn điều khiển, bạn quyết định ha. Du học định cư cũng vậy, hoặc là những cái việc khác vân vân, có nên mua bán nhà, mua bán đất hay không thì vẫn phải do tự bạn xem xét thời cơ và quyết định nha. Nên câu này là câu maybe, có thể, tùy bạn quyết định. Màu hồng nha. Ủa má ơi cái gì vậy? Đây là tụ dành cho mấy má phân vân hả? Câu này á vẫn là câu trả lời maybe, nhưng mà cái mức độ certain, cái mức độ chắc chắn của nó thì tụ 3 sẽ chắc chắn nhất, sau đó đến cái tụ thứ hai màu trắng và đến cuối cùng tụ cuối cùng thì cái mức độ chắc chắn nó đi theo cái kiểu đi lùi. Thì cái tụ này là maybe, nhưng mà nếu như bạn làm không khéo nó có thể sẽ không được như ý muốn của bạn nha. Nên cái tụ này là bạn phải nghĩ thật kỳ kỹ, bạn coi coi bạn có khả năng quán xuyến được điều đó, bạn có khả năng bền vững cho tới cùng hay không. Nếu như bạn đang thắc mắc có nên chủ động hay không, có nên tỏ tình hay không, thì bạn hãy cân nhắc rõ ràng về cái khả năng kiểm soát lý trí của mình, và cái hậu đằng sau đó bạn có thể kiểu be fine, có ổn hay không. Coi như bạn hỏi là người đó có quay lại hay không thì người đó đang suy nghĩ nha bạn, người đó đang phân vân suy nghĩ, nên câu trả lời là maybe, có thể. Người đó muốn lấy lại bạn làm vợ làm chồng không cũng là maybe, maybe luôn. Rồi đi du học được hay không thì rất là hên xui, tại cái đối tượng mà bạn đang nhắm tới để phỏng vấn, để apply thì người ta cũng đang cân nhắc hồ sơ của bạn, hoặc là cái chỉ tiêu của người ta năm nay có thể là hơi hơi kén chọn một số chút, bạn sẽ cần phải vượt qua một số những cái điều kiện A scheme của họ thì may ra mới có thể được cân nhắc nha. Nên đây là ba tụ của chuyện không yes không no mà maybe, mà chủ yếu là do bạn, do khả năng của bạn hết. Và theo thứ tự thì tụ này nó có thể sẽ có khả năng 60% là có yes trong đó, tụ này là 50% yes, tụ này thì tầm 40% yes ha. Thì mình thấy là cái mức độ maybe của ba tụ này là khác nhau. Rồi ngưng dần trải bài các bạn tụ ba tại đây nha. Nếu như các bạn tụ ba có thêm câu hỏi nữa có thể chọn qua tụ 1 và tụ 2 xem sao nhé. Và Ngân xin được dừng trả bài của các bạn tụi ba tại đây. Các bạn tụi ba thấy video này hay và đúng, đừng quên để lại like, subscribe, đăng ký kênh của Ngân. Và nếu các bạn có chủ đề nào đó muốn Ngân làm, có thể comment xuống phần bình luận. Nhiều người like chủ đề đó và nó tương đối tích cực, Ngân sẽ ưu tiên làm cho các bạn nha. Ok, see you guys later, goodbye.